Đây là bột trắng. Phiên bản trắng của AT&T. Sách sử dụng vẫn là bột đen. Bàn phím trắng nhưng mà sườn vẫn là sườn mạ chrome. Tấm dán tấm cái nắp sau lưng cũng màu trắng, nhìn dễ thương quá. Để xem còn cái gì trắng không. Tai có tai nghe trắng. Tai nghe này không có giống với lại tai nghe của Bose làm tại Indonesia. Tai còn có một cái nữa là cái bao da cầm tay màu trắng làm tại Thổ Nhĩ Kỳ đâu mà. Dây USB màu đen sạc không có gì hết. Vậy là rốt cuộc là ta có ba món màu trắng, đó là điện thoại trắng, bao da trắng, bao da làm tại Thổ Nhĩ Kỳ đàng hoàng nha, không phải làm ở Trung Quốc nha, và tai nghe màu trắng. Tai nghe này nhìn xấu, không có đẹp bằng tai nghe Bose ngày xưa. Thôi, tai nghe không xài, mình xài bao da với lại điện thoại thôi. À, điện thoại có gì đây? Logo AT&T, sườn mạ chrome. Thích nhất là cái nắp lưng, nhìn thiệt là đã. Màu trắng ở trên Bose trắng này không phải là trắng tinh mà là trắng hơi giống như có một lớp sơn bảy màu phía trên, thế là nhìn nó óng óng ánh, giống như là màu gần như là màu mỡ gà nhưng không phải là thế. Khá ấn tượng. Để mình so sánh với chiếc Bose đen của mình ha. Nhìn có vẻ cái Bose trắng nó nhẹ nhàng hơn. Đó. Đây.